Xin chào mọi người nhé. Mọi người ơi, hôm nay mình sẽ quay giới thiệu cho các bạn mẫu ghế ba chân vàng đậm mẫu sò da bên mình cho các bạn xem nhé. Dòng đây là dòng ghế ba cao cấp bên mình các bạn ạ. À, có thể quay được 360 độ và nâng lên hạ xuống từ 60 đến 80 nhé. Nhưng mình đang ngồi là 60 này, cao nhất là 80 này. Tựa cái này có thể chịu được sức nặng lên đến 200 cân nhé mọi người nhé. Ở đây thì mình có bốn màu này, quay bốn màu cho các bạn xem nhé mọi người nhé. Nhưng tổng mình có tất cả gần chục màu cho các bạn lựa chọn cơ. Mình đang màu nào thì đều sẵn màu đấy mọi người ạ. Rất chi là đẹp và chắc chắn nhé mọi người. Các bạn thấy không, mặt của nó rất chi là to này, chắc chắn và đẹp nhá mọi người nhá. Mặt của ghế thì là chất liệu bọc da này, êm ái này, các bạn lựa lưng cũng thoải mái này, từng đường kim mũi chỉ hoàn thiện rất chi là cao nhá. Để mình xoay mặt sau cho các bạn xem. Đây, mình đi qua từng màu cho các bạn xem nào. Màu sắc thì toàn màu đẹp thôi mọi người ạ. Mình đang màu nào thì sẵn màu đấy đấy các bạn ạ. Nên tùy vào nhu cầu của các bạn thì các bạn có thể chọn màu sắc cho hợp lý nhá. Chân của ghế thì là kim loại sơn tĩnh điện màu vàng hàng nhập khẩu, rất chi là bóng và đẹp nhá. Đấy, thôi mình chỉ muốn giới thiệu qua sản phẩm một đoạn với thôi. Các bạn cần tư vấn kỹ hơn gì về màu sắc của sản phẩm thì cứ vui lòng inbox cho shop nhá. Mình cảm ơn các bạn. Mình chào các bạn.